Baby bus. Chào mừng bạn đến các khu vui chơi giải trí. Đến chơi nhanh nào. Cảm ơn. Đến chơi nhanh nào. Tại khu vui chơi giải trí có rất nhiều trò chơi, cũng như có rất nhiều thứ để ăn nhé. Đây là trò chơi bắt chuột chũi. Hãy cho đồng xu vào trước khi bắt đầu trò chơi. Hãy bấm vào chú chuột chũi để đập nó. Hãy đập vào chú chuột chũi. Cẩn thận, không được đập vào quả bom đâu. Tuyệt vời. Giỏi lắm, cho bạn thêm 5 giây. Giỏi quá. Thành điệu quá. Giỏi lắm, cho bạn thêm 5 giây. Tốc độ đang dần tăng lên, cố lên nào. Thành điệu quá. Giỏi quá. Giỏi quá, cho bạn thêm 10 giây. Tuyệt vời. Giỏi quá, giỏi quá. Cho bạn thêm 10 giây. Thành điệu quá. Thành điệu quá. Tuyệt vời. Giỏi quá, cho bạn thêm 10 giây. Giỏi quá. Thành điệu quá. Tuyệt vời. Giỏi quá. Giỏi quá. Giỏi quá. Giỏi quá. Gần hết thời gian rồi. Hãy tăng tốc nào. Tuyệt vời. Bạn thật là giỏi. Bạn đã kiếm được nhiều đồng tiền vàng như thế này ư? Bạn có đủ đồng tiền vàng, bạn cũng có thể tham gia trò chơi mới này. Đây là trò chơi câu cá. Hãy cho đồng xu vào trước khi bắt đầu trò chơi. Hãy kéo cần câu. Hãy đặt lưỡi câu vào con cá đang há miệng. Bạn giỏi quá. Bạn giỏi quá. Giỏi lắm, cho bạn thêm 5 giây. Bạn giỏi quá.
Bạn giỏi quá. Giỏi quá, cho bạn thêm 10 giây. Bạn giỏi quá. Bạn giỏi quá. Giỏi quá, cho bạn thêm 10 giây. Bạn giỏi quá. Bạn giỏi quá. Gần hết thời gian rồi, hãy tăng tốc nào. Giỏi quá, cho bạn thêm 10 giây. Gần hết thời gian rồi, hãy tăng tốc nào. Bạn giỏi quá. Bạn thật là giỏi, bạn đã kiếm được nhiều đồng tiền vàng như thế này ư? Bạn có đủ đồng tiền vàng, bạn cũng có thể tham gia trò chơi mới này. Yeah, bạn mở thành công trò chơi này. Đây là trò chơi đầy. Nếu bấm vào đây thì sẽ có. Bạn hãy cầm lấy tất cả số đồ chơi, số kẹo và số đồng tiền vàng đặt ở trên bàn. Gần hết thời gian rồi, hãy tăng tốc nào. Lắm. Cho bạn thêm 5 giây. Gần hết thời gian rồi, hãy tăng tốc nào. Bạn thật là giỏi, bạn đã kiếm được nhiều đồng tiền vàng như thế này ư? Bạn có đủ đồng tiền vàng, bạn cũng có thể tham gia trò chơi mới này. Đây là trò chơi đầy đồ. Nếu bấm vào đây, bạn hãy cầm lấy tất cả số đồ chơi, số kẹo và số đồng tiền vàng đặt ở trên bàn. Bạn thật là giỏi, bạn đã kiếm được nhiều đồng tiền vàng như thế này ư?